Xin chào các bạn, ngày hôm nay tôi sẽ tổng hợp bảng giá vé máy bay của tất cả các hãng hàng không trong nước cho các bạn. Bảng giá vé đã bao gồm thuế phí. Chặng thứ nhất từ thành phố Hồ Chí Minh đi Phú Quốc. Hãng Vietjet Air khởi hành lúc 15 giờ 45 phút, giá vé 691.000. Hãng Bamboo khởi hành lúc 15 giờ 55 phút, giá vé 709.000. Hãng Pacific Airlines khởi hành lúc 14 giờ 10 phút, giá vé 773.000. Hãng Vietravel khởi hành lúc 13 giờ 20 phút, giá vé 1.024.000. Hãng Pacific Airlines khởi hành lúc 14 giờ 10 phút, giá vé 773.000. Hãng Pacific Airlines khởi hành lúc 16 giờ 25 phút, giá vé 773.000. Hãng Vietnam Airlines khởi hành lúc 17 giờ 15 phút, giá vé 827.000. Hãng Vietnam Airlines khởi hành lúc 15 giờ 10 phút, giá vé 827.000. Hãng Vietnam Airlines khởi hành lúc 14 giờ 15 phút, giá vé 827.000. Hãng Vietnam Airlines khởi hành lúc 13 giờ 20 phút, giá vé 827.000. Hãng Pacific Airlines khởi hành lúc 12 giờ 20 phút, giá vé 827.000. Hãng Vietjet Air khởi hành lúc 17 giờ 10 phút, giá vé 691.000. Hãng Bamboo khởi hành lúc 16 giờ 40 phút, giá vé 709.000. Hãng Vietjet Air khởi hành lúc 12 giờ 30 phút, giá vé 842.000. Hãng Vietjet Air khởi hành lúc 11 giờ 15 phút, giá vé 842.000. Hãng Bamboo Airways khởi hành lúc 10 giờ, giá vé 839.000. Hãng Vietnam Airlines khởi hành lúc 10 giờ 50 phút, giá vé 935.000. Hãng Vietnam Airlines khởi hành lúc 9 giờ 30 phút, giá vé 935.000. Hãng Vietnam Airlines khởi hành lúc 7 giờ 35 phút, giá vé 935.000. Hãng Vietjet Air khởi hành lúc 6 giờ 20 phút, giá vé 929.000. Hãng Vietnam Airlines khởi hành lúc 6 giờ 45 phút, giá vé 1.011.000. Hãng Vietravel khởi hành lúc 7 giờ 5 phút, giá vé 1.078.000. Hãng Vietjet Air khởi hành lúc 8 giờ 40 phút, giá vé 1.447.000. Hãng Pacific Airlines khởi hành lúc 8 giờ, giá vé 2.059.000 đồng.